Lời Chúa Thứ tư sau Chúa Nhật thứ 15 thường niên ngày 19 tháng 7 năm 2023 lưng đau thương là mình mình đã được phép mình đã là con chúa lời chúa thứ tư sau chủ nhật thứ mười lăm thường niên ngày 19 tháng 7, 2023. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư, chúng ta ngước nhìn lên Thánh Du Xe. Gương mẫu của các gia trưởng, khẩn nài Thánh Du Xe bầu cử cho các gia đình đang gặp những khủng hoảng. Khủng hoảng về kinh tế, về vật chất, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Những gia đình làm ăn thất bại, nợ nần trồng chất, phá sản thất nghiệp mùa màng thua lỗ những gia đình đang gặp khủng hoảng về tinh thần có những người đau ốm bệnh tật rồi có những người xa lìa lòng thương xót của chúa cờ bạc rượu chè xì ke ma túy biết bao nhiêu gia đình rặn nứt đổ vỡ và tan nát xin chúa thương cho mỗi thành viên trong các gia đình đặc biệt là các gia trưởng như người làm cha làm chồng biết đón nhận lòng thương xót của chúa và thực hành lòng thương xót ngay trong chính gia đình của mình để gia đình được ấm no, hạnh phúc và bình an. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau chủ Nhật thứ 15 thường niên. Bài đọc 1 năm lẻ trong sách xuất hành chương 3 câu 1 đến câu 6, câu 9 đến câu 12. Bài trích sách xuất hành Bây giờ ông Mui đang chăn chiên cho bố vợ là Gidro tư tế Madian ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc đến núi của Thiên Chúa là núi Khô Rép. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông mô nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng nhưng không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được, vì sao bụi cây lại không cháy rụi. Đức Chúa thấy ông mô lại xem thì từ giữa bụi cây thiên chúa gọi ông môi se môi se ông thưa dạ tôi đây người phán chớ lại gần cởi dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh người lại phán ta là thiên chúa của cha ngươi thiên chúa của abraham thiên chúa của isaac thiên chúa của gia jacob ông môi se che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, người hãy đi, ta sai người đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Moses thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với người. Và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp. Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thanh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, kêu ngươi khỏi chôn vùi đầy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hái hà. Chúa phân sự công minh bênh quyền lợi những ai bị áp bức, mặc khai cho môi xê biết đường lối của người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công người thực hiện. Hallelujah, Hallelujah! Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khai màu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah! Mời anh chăm tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh mắt chương 11 câu 25 đến câu 27. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa cha, cũng như không ai biết rõ Chúa cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em và các bạn chúng ta tiếp tục đọc sách xuất hành Hôm nay sang đến phần Chúa gọi Môi-se Để trở thành người lãnh đạo dân Chúa đưa dân ra khỏi đất Ai Cập Hôm qua chúng ta đã thấy xuất thân của Môi-se từ đâu rồi Chỉ là con của một người phụ nữ Thế thôi, dân cho Thái rồi được công chúa vớt rồi được ở trong cung điện, được nhận làm con nuôi. Rồi biến cố xảy ra là ông ấy giết một người Ai Cập vì đã dạ, đánh đập người Do Thái. Rồi sau đó ông ấy bị chính người Do Thái lật tẩy là ông đã giết người Ai Cập. Cho nên Pharaoh sợ và trốn vào Madian. Đang từ một người quyền cao chức trọng, con nuôi của công chúa Pharaoh nhất nhì trong cung điện bây giờ ông ấy trở thành người chăn chiên cho bố vợ của mình là Giro tư tế Madian. chăn chiên cho bố vợ chứ không phải là chăn chiên cho mình nữa cho ta thấy rằng sê xuất thân chẳng có phải quyền cao chức trọng gì hết xuất thân cũng chẳng phải là uh, trâm anh thế phiệt hay là uh, phong lưu công tử hay là anh hùng gì cả chỉ là một người được cứu vớt khỏi sông rồi bây giờ thì đi chăn chiên cho bố vợ của mình thế thôi ta có thể thắc mắc hỏi tại sao chú không gọi một cái người nào dòng tộc do thái mà có lý lịch ngon ngon một chút tại vì nếu mà lãnh đạo dân Do Thái người ta hỏi về xuất thân ông ở đâu, Moses khó trả lời nha. Có hai cái khó trả lời. Thứ nhất là xuất thân mà từ gốc bên Do Thái đó thì từ con một cái người phụ nữ vô danh tiểu tốt nào đó không có biết. Rồi được may mà cứu vớt mà lại được cứu vớt bởi ai? Bởi kẻ thù của người Do Thái. Đại vua Rau. Vua là ai vua Pharaoh. Vua Pharaoh là bách hại nhân do thái mà Biệt con gái của vua pharaoh lại còn ở trong cung điện của vua tới lúc trưởng thành nữa thì có ai tin nổi không thôi ông ơi ông ăn bổng lộc của ai cập ông là người mà đi theo ngoại bang ông đã bao nhiêu năm ông ở trong cung điện rồi ông đồng lõa với lại ngoại bang ông đồng lõa với lại vua rồi bóc lột dân do thái chúng tôi trên đất ai cập mà bây ông bảo ông lãnh đạo chúng tôi ai cho ông Ta thấy không Chúa cứ làm những cái chuyện mà ngược đời không à Có thích ngược đời không Tôi sẽ không chọn cái nào từ đây dân cho Thái đây nè Lão làng này, Một người là Phương Phi này Một người là, là 50, 60 gì đó Có tiếng nói trong dân cho Thái Có uy tín một chút Nói lãnh đạo dễ Phải không? Chúa không thích đi đường thẳng mà Chúa cứ thích Đức Anh um, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói cứ vẽ đường thẳng bằng những nét cong. <laughs> Một đường thẳng về làm phục như vậy Chúa không Chúa cong 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 rồi cũng đi đến đó. Vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Chương trình của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thấy vậy. Bạn học cái gì Chúa cho bạn đỗ luôn đi. Đừng có thời giờ mới đi làm lòng thương xót Học ít ít cho nó phải, phải ngon không Học rớt lên rớt xuống chảy ra chóc vẩy Rồi đi làm lòng thương xót Thế không Rồi thằng kia thì xuất thân rồi nó đi làm lòng thư xót Thì nó lại dân sự một thời tứ chiến ăn chơi rồi Có đứa nói thưa cha Con không nói dấu gì cha Còn là dân mà là... si kem ma túy mà ở nhà là con đã mỗi lần lên cơn là con sách dao con chém cả mọi người ông trùm ông trưởng gì vô can con chém sạch hết cho nên cả giáo sứ sợ lắm mà khi mà nghe con tập trung cải tạo bị bắt đi ấy như cả sứ vừa giết bọn mừng vừa mừng quá nó bị bắt rồi <laughs> tưởng gì mừng quá nó bị bắt rồi mà bây giờ nghe tin là con đã được lòng thương cho chúa hoán cải không có một ai tin không có ai tin thì cha sứ cũng không tin nổi Thế sĩ bảo trừ khi tôi thấy mặt nó rồi Thấy thật nó có thật thoáng cải không Chứ còn bề nghe tôi vẫn không tin Mà bây giờ chú lại dùng đó để đi Làm truyền thông đi loan truyền lòng thương xót Chúa Sau Chúa ông dùng cái ông mà tốt nghiệp đại, đại, học bên Mỹ bên Tàu Gì đó bên Mỹ gì đó Về truyền thông về, về IT hả Về làm có phải hay không Có phải không nào sau chú ông chọn những, những người mà tốt nghiệp đại học về vi tính ấy, Rồi những người mà xuất sắc đạo đức để làm như này phải gọn gàng không phải không? Hay những người có công an việc làm ổn định rồi thì chúng con bìa là không phải lo gì nữa, giờ đi làm cho cha phải gọn không? Đây làm chốc thì đi họp nhà mai thì là đi công tác cho sơ mốt thì đi thực tập Bà nhăn, bà chớp đưa được đứa này mất đứa kia đứa thì xích môi đứa thì mẻ miệng đưa thì vá đổ rùi vá ăn bữa trước lo bữa sau thất nghiệp đủ thứ hết tại sao chúa làm như vậy tự cũng thắc mắc rồi tôi cũng thắc mắc tại sao chúa lại chọn tôi để làm công việc này như là Na nói với chúa nhiều lần chúa chọn ai không chọn chọn con là sao một đứa nữ tu một đứa tu học lớp 3 trường làng một đứa tu nhà nghèo 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 không còn cái nghèo nào hơn rồi học hành trá ra sao rồi ốm yếu sức khỏe trá có gì cả chú chọn con mà con đi luôn truyền lòng thứ rất chú cho toàn thế giới là sao sao chú không chọn mấy bề trên đó, các chị giáo ấy. những người vừa khỏe vừa trẻ vừa đẹp vừa học cao hiểu rộng chọn cái đứa cái... nữ tu hèn nhất coi cổng làm vườn với nấu bếp luôn truyền lòng thương cho Chúa thì ai mà tin với chúa, chúa, thôi. tôi cho nên bề bề trên bài mời, bà bĩu môi bảo gớm Chúa nào Chúa hiện ra với lại chị ta với những người người ta nào hoảng thì gớm mà mơ thì phu sơn Hãng bảo Chúa Chúa là ông kẻ sao vậy Chúa gọi con làm cái gì thôi thôi chúa. bao nhiêu lần thoái thác Chú chọn người khác đi đứng chọn con là bể chuyện hết đấy. Chúa bảo đây là công việc của ta chứ không phải công việc của con. Con hữu công gì trong này cả. Đừng có tưởng là phải có con mới được. Mà con có quyền tự do lựa chọn. Đây là cái ơn cho con. Nhận hay không nhận tùy con. Nhận hay không nhận tùy con. Không có con, không có Fostina chú chọn người khác được không? Thiêu gì? Không có Trần Đình Long này còn còn cả trăm cha khác giỏi hơn, đạo đức thánh thiện hơn, học vị hơn, bằng cấp hơn nhiều chứ Cần gì phải cái thằng Trần Đình Long quen ấy Hay cần gì ấy, con mi hay con Kim Anh này vừa va vừa vẩn ấy Người ngơ ngáo ngáo này làm gì Mà chú giống chú Vì thế mà chú Su mới lại cha con ngợi khen cha vì cha đã giấu những điều khôn ngoan Giấu những điều này với những người khôn ngoan Mà mặc khải cho những kẻ bé mọn Dòng thương xót Chúa tỏ ra cho chúng ta Tôi và các bạn Các anh chị em Những người xích đầu mẻ chán Những người tay lỡ nhúng chảo Những người nhà cũng không khá gì Công an việc làm cũng chẳng ổn định Rồi thì những người mà chẳng có tiếng gì trong xã hội Cũng như trong giáo hội Chẳng có bằng cấp, chẳng có học vị Chẳng có chức tước gì cho ra hồn cả Mà chúng cứ dùng như vậy Chứ không phải làm gì ta Đó là đường lối của ta Trời cao hơn đất bao nhiêu thì Đường lối Thiên Chúa khác với đường lối của con người Kế hoạch của Thiên Chúa khác xa với những tính toán của con người Mình chỉ là hạt cát trong sa mạc Mà đòi biết cái Biển cát à Mình lại giọt nước ở đại dương mênh mông Mà lại đòi biết được cả cái Bao la của cái đại dương này à Suy nghĩ như vậy chỉ biết quỳ xuống mà tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì Chúa thương xót chúng con, không xứng đáng tí nào. Như Moses, Chúa gọi Moses mà sẽ không gọi những người khác. Câu chuyện mà Chúa gọi Moses đến mức Moses, con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập? Con là ai mà Chúa bảo con làm chuyện đó? Phố Sê-na bảo Con là gì mà Chúa bảo con đi loan truyền lòng thiết Chúa cho mọi người Và tôi cũng nói với Chúa Con là Cái gì là cái thá gì Chúa Nói ai nghe Nói ai nghe Môi Sê bảo Sao con nói được với vua Ai Cập Mà anh chị em thấy không Chúa chơi cái này chị em dám, dám theo chuông Môi Sê đang bị ai giết Tìm giết vua Ai Cập, vua Pharaoh tìm giết Mà lại Chúa sai cái người đang bị truy lùng Tội phạm đấy mà đến trình diện với cái người đang truy lùng mình Dám đi không? Thôi thôi thôi, lại Chúa, lại Chúa Ông đang đi tìm giết con mà Chúa bảo con đi đến với ông Thì con nộp mạng cho sói rồi, Chúa chơi cái gì kỳ vậy? Sao mà dám đi? Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ sao Chúa lại làm cái chuyện như thế? Chúa nói Ta sẽ ở với ngươi Hết Ta sẽ ở với ngươi Chúa nói với Phostina Nhắc đi nhắc lại Trong lúc mà cùng khốn nhất Đau khổ nhất Thử thách nhất Tối đen nhất Phostina Đập cửa Nhà tạm bảo nói với Chúa Chúa ơi Chúa ở nơi nào Chúa bảo Ta vẫn ở với con Đừng sợ Ta vẫn ở với con Cứ đi Loan truyền lòng thư cho Chúa Môi xe cũng vậy Đừng sợ Ta ở với con cứ đi đến với chính kẻ tìm giết con mà nói nó phải đưa dân ra khỏi đất Ai Cập. Một sứ mạng gọi là impossible mission. Sứ mạng bất khả thi, không thể thực hiện được. Đến là chết. Chết không? Đang tìm giết mình mà mình đến trình, đến mà còn đã đến thay ai thay vì đến thôi xin vua tha thứ cho tôi nó tôi lỡ tay tôi giết thằng đó thôi chứ tôi không có ý đâu thì nó còn tha cho phải không vô tù thay vì cái tội xử tử còn đây đến này nha ông phải thả hết những người do thái ra khỏi đất ai cập mày nói ngon mày mày lái gì mày thưa vua nó là thằng mới giết người ai cập nó vùi xác dưới cát đấy lính đâu sứ dám quay dẫn quay chặt đi đó chứ còn để làm cái gì nữa Nhẫn hoài Mà chúa Đòi hỏi chúng ta Duy nhất một điều là tín thác Chúng trao sứ mạng cho ai Không kể là mình nguồn gốc là cái gì Không kể là mình quá khứ là sao Không kể mình là vô tài Vô đức vô tướng Không cần biết Ta chỉ đòi hỏi người hai chữ Tín thác Và ta ở với người Hết Làm Tôi biết gì đâu tôi làm 15, năm nay, 15 năm nay Cứ mày mò mà làm thôi quay hướng dẫn đâu quay chỉ đâu Không hướng dẫn không chỉ Mà còn đập Còn chống Còn phá Còn đi Nó sói chán nữa chứ Duy nhất hai chữ tín thác mà đi Tới bây giờ 15 năm Còn ngồi đây Và tiếp tục nói Không biết đến bao giờ không biết Vì Đâu phải tôi nói đâu Tôi có khả năng gì đâu Tôi có được học hành gì đâu Ai nói? Chúa nói. Chúa nói Moshe ta ở với con. Ta nói trong con. Chúa nói ta ở với con. Viết những gì ta bảo con viết. Và Chúa nói với tôi nói những gì ta bảo con nói. Làm những gì ta bảo con làm. Không sợ gì hết. Và cuối cùng tôi suy nghĩ rằng là tôi đâu có làm gì cho tôi đâu mà tôi sợ. Đâu phải tôi xây công trình cho tôi đâu. Đúng không? Nếu mà tôi xây một cái công trình đó để mang dấu ấn của tôi Thì tôi phải lo ngày đêm để ghi lại dấu ấn của mình Để sau này người ta nhìn, người ta nhớ đến mình Xin lỗi, quá đi rồi, cũng chẳng ai nhớ đến đâu Đừng bao giờ nghĩ rằng đến để, để lại dấu ấn cho đời Không có được, chẳng có dấu ấn gì cho đời hết Tôi cứ nhìn ngôi mộ của ba đức cha trong nhà nguyện Trung tâm một vụ ngày nào vui viếng chúa để thấy ba ngôi mộ nằm đó Có mấy người nhớ đến đâu, có dấu ấn, dấu yếc gì đâu Chả có đâu có khi người ta còn đập sớm để ta xóa cái dấu ấn mình đi để ta lấy dấu ấn của người ta lên đó Vừa mới về đó đập xây nhà thơ mới, đập xây cái nhà mới, xây nhà mới để lấy dấu ấn của mình Rồi khi mình về hưu rồi sao? Người khác lại lên đập tiếp, lại lấy dấu ấn của họ, đè lên dấu ấn của mình Được cái gì? Thôi tôi bảo, à thịt gì Nhìn vào đó mà làm, đấy đó làm gương cho mình, cứ bước đi trong lòng thương xót như môi xê Chứ bảo đi thì đi Có chết thì cũng chết trong tay chúa cũng được Có sao đâu có sao đâu Chết trong tay người ta là Chết trong tay chúa sướng hơn Đúng không? An toàn hơn Xác tôi thì không biết tôi là họ muốn Trôn thì trôn không trôn thì để đó Để đó thì có phải chôn không? Có phải trôn không? Ba ngày nó thối in lên rồi không đem lo đi mà thiêu mà đốt đi chứ để làm mắm à? tôi thấy cái cá mà nói chết còn làm mắm ăn được người chết có làm mắm ăn được không vậy thì người còn thua cả con cá Bởi cái xác này vậy mà chú lại dùng chính cái đó để làm những cái việc kỳ diệu môi lãnh đạo dân nhỏ thấy đưa dân ra khỏi đất ai cập một dân đang bị trị như thế đang bị đè nén như thế đang bị ấp bức như thế đang bị bóc lột như thế không một tấc sắt trong tay làm sao mà ra khỏi đất ai cập được trong khi đó binh hùng tướng mạnh của ai cập như thế trứng trọi với đá chứ Có đúng không? Mà mô sẽ làm chuyện đó đó Thì Chúa nói Ngày hôm nay tin mừng Chúa cũng nói rất rõ Lạy cha là Chúa tể trời đất con ngợi khen cha Vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn Vâng lạy cha Vì đó là điều đẹp ý cha Vậy thì tôi thấy mình đang làm điều đẹp ý Chúa Đó là đem lòng thương xót Chúa đến cho những người bé mọn Vì chúng ta, tôi và anh chị em cũng là những con người bé mọn Những con người không là gì trước mắt thế gian Bé mọn là như thế Chẳng phải bé mọn vì mình khiêm tốn Mình tốt lành như đâu không phải Bé mọn vì mình chẳng là gì trước mắt thế gian Xã hội, giáo hội Mình chẳng là gì Mà Chúa cho mình thấy được chiều dài, chiều rộng, chiều sâu Thấy được cả một đại dương lòng thương xót của Chúa Và Chúa cho mình được mỗi ngày dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót ấy Con người tội lỗi này mỗi ngày được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình Tỏ cho mình thấy điều đó Có sướng không, có hạnh phúc không anh chị em Còn cái hạnh phúc nào hơn nữa không Mơ ước nào hơn nữa không Mơ ước được làm tổng thống ư Mơ ước được làm vua ư Mơ ước được làm giáo hoàng ư Mơ ước có được tất cả tài sản trên thế này ư Là cái gì Tôi nói chết ba ngày không có ai chôn Thì người ta cũng đem thiêu hủy đi thôi Chứ chẳng làm mắm được đâu Cá chết còn làm mắm được Đúng không Chó chết còn thịt được Người chết ai thịt Thấy chưa vậy mà cái con người đó, đó người hèn mọn đó, đó mà Chúa lại tỏ cho mình thấy được màu nhiệm nước trời đó là màu nhiệm lòng thương xót của Chúa và cho ta một cái điểm chắc chắn rằng nếu ai tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta thì nước trời là của họ vì Chúa bảo đảm rằng là không ai tin thác vào ta mà phải hư mất bao giờ không ai tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà phải hư mất không hư mất thì mình đi đâu không có làm mắm không hứa mất Vậy thì Ta hứa Những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta Giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an Ra đi trong bình an là đi đâu Đi đâu Ơ okay, kìa giờ này không biết à Chết à Đi đâu Về với, với Chúa Về hạnh phúc Hưởng hạnh phúc đời đời Bên lòng thương xót Chúa Cha có gì phải buồn Cha có gì phải lo trong cuộc đời này hết Cháu có gì học thì cứ học thi thì cứ thi làm thì cứ làm nhưng đó không phải là mục đích của mình chỉ là phương tiện mà thôi đừng cho nó là mục đích mục đích của ta là tìm về hạnh phúc nước trời mai sau vì có bằng cấp có địa vị nhắm mắt xuôi tay cũng có đem theo được cái gì không không rồi có phải là người có bằng cấp thì sẽ sống lâu hơn người không có bằng cấp không có phải người giàu có thì khỏe hơn người nghèo không? Có phải là người có quyền thế thì là người được lên nước trời trước những người mà thấp của bé miệng không? Hoàn toàn ngược lại nữa là khác. Kẻ đầu hết sẽ nên chốt hết. Kẻ rốt hết sẽ nên đầu hết. Chúa làm những gì mà con người không có tính toán suy nghĩ được đâu. Chỉ có một điều là tín thác vào Chúa để Chúa dắt đi từng bước từng bước bình an trong lòng thương xót Chúa và cảm thấy anh chị phải cảm thấy là mình hạnh phúc cảm thấy vui hạnh phúc vô cùng vì con được biết đến lòng thương xót Chúa vì con được nhận biết lòng thương xót Chúa vì con cảm nhận được Chúa thương xót con quá Chúa ơi con không còn, còn lo lắng buồn phiền trách móc kêu nài gì nữa cả như môi xê Chúa đã chọn môi xê làm công việc đưa dân ra khỏi đất Ai Cập thì Chúa cũng chọn con làm người đón nhận lòng thương xót của Chúa và đưa những người khác ra khỏi miền tăm tối như đưa dân do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Những kẻ đang làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho bóng tối, nô lệ cho sự giữ cho ma quỷ thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng là môi xê để đem những người ấy ra khỏi bóng tối của tội lỗi mà bước vào ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Mời anh và các bạn ngước nhìn lên Thánh Du Xe Mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 132 Xin Thánh Du Xe cho mỗi người Như Thánh Du Xe cũng được Chúa chọn làm cha nuôi Đức Giêsu, Làm bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria Mặc dù Du Xe chỉ là một người thợ mộc hèn kém Nghèo hèn Mà Chúa đã chọn Du Xe làm công việc đó Như Chúa chọn môi Xê Và như Chúa đang chọn mỗi một người chúng ta Tông đồ của lòng Chúa thương xót Lạy thanh du xe vinh hiến trên nơi diệu quang người được thiên chúa phong ban tước lập cao sang nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thành thật giam xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thành sạch đức nữ trinh nhân đức cha rạng ngời soi chiếu muôn đàn đời nguyện cho con nói dâu người liền để sau được vinh Phúc vô biên. Mình xin mở trang chín cùng đọc kinh rất lễ thiêng liêng. Lấy được chúa Giêsu, con tin thật chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu chúa cho thật được thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em Amen. chúc anh chị em luôn được bình an cho. I know.